afraid of you. Now you set my soul on fire. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review về cái bộ trang phục One của người tẩm liệm có tên là Vùng Mù. Một bộ trang phục có hiệu ứng khá là... Mình thấy là nó nổi hơn những cái bộ trang phục One khác luôn ấy. Để vào game các bạn sẽ được chiêm ngưỡng. Không hiểu sao là cái khuôn mặt của Aesop này lại có một cái vết thương ở trên má. Nhìn cũng khá là tội. Mọi người có thể thấy là cái series 1 này nó có thể là nó sẽ làm hết cho tất cả những nhân vật cả Sơ cả Hân luôn. Cho nên là những cái men bạn nào muốn sưu tầm cho cái men của mình thì cũng có thể là mua đúng không? Kiểu gì kiểu nó cũng sẽ ra. Mình thì đang chờ bà Rimwick đây nè. Hôm nay trận này gặp gây xa. Nổ máy để biết Hunter nào thôi. Đây mọi người thấy không? Cứ đi thỉnh thoảng có một cái vài cái làn khói nó có hiện giống chữ. Nhưng mà chữ của nó khó nhìn lắm, không có nhìn ra được. Dad writing hả? Mình nhìn không rõ lắm. Cái gì mà writing gì á, không biết. Hầm ở đây nha, tôi binh mấy lần rồi nha, mà xuống hầm nữa đi tôi hiến á. Ngày hôm nay là có rất là nhiều sự kiện này. Nào là chơi được 80.000 điểm suy luận sẽ được bà cá này. Rồi là những cái trang phục cũ được quay lại. Trời, nó không thèm vẫy luôn mọi người. Nó AFK gì mà nó không thèm vẫy luôn. Thôi 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 thôi. Chán ghê luôn á, chơi mà không có vẫy cái gì hết. Mà may nó không cho xuống hầm nha. Đuổi mình luôn hay sao ấy. Có vẻ là AFK cho nên là không thèm cam. Hiến, cậu tự lo liệu đấy. Ủa nó đâu rồi? Ui, thật sự là mình vào chỗ này cay sợ lắm luôn á. Cái chỗ này là chỗ chết nhá. Đập ván xuống là coi như hết đường đi luôn. Rồi thì chết tôi rồi. Má vừa nói xong không đặt được cái hòm nữa chứ. Má gớm vậy. Ngày hôm nay là mình chơi mình rất là mệt mỏi luôn á. Kiểu như là Hermit vào rank xong bắt đầu là máy thì không sửa đâu. Mặc dù là sửa chậm nhưng mà những cái máy nó được nối với nhau thì cái điện, cái tín độ giải mã nó được chia đều cho tất cả các máy. Thì cứ đi sửa máy đi. Mấy ông bà được có vài cái 500 vài cái sọ cứ chạy ra giật giật. Mình không hiểu để làm cái gì. Đâm ra là thua rất là nhảm nhí. Kể cả chơi người tẩm liệm. Bây giờ thì mong trận này ổn áp xíu chứ thấy đào vàng là cũng thấy nản rồi đó. Nghe mùi áp ca. Đấy mọi người thấy không, cứ vừa đi là sẽ có một cái dòng chữ xung quanh khói nó sẽ đi theo mình khá là đẹp. Nhìn cái bộ trang phục này nó mang cái gì đó nó... Rồi treo máy. Khổ ghê á. Chơi bời cái gì. Mà nó chưa lộ phép luôn nha. Nó chưa hề lộ phép. Nếu mà nó lộ được cái gì mình đỡ mình lo. Cai mà cứ sợ nó bling thôi. Hoặc là đang sửa máy vậy nó tele tới cũng rất là sợ này. Rồi, chị gái tới rồi. Mình đặt cái hòm nó khá là xa cho nên là ồn. Ôi nó vô đây, nó vô đây, nó vô đây. Quay đầu để dòm coi nó đi hướng nào. Nó hết sợ ván rồi mọi người ơi. Con thật là ngu muội mà. Tha cho em đi chị ơi.
sửa máy đi mọi người ơi, nó AFK rồi. Chán ghê. Má má đập ván liền luôn hả? Nếu mà đánh mình thì mình sẽ hồi sinh luôn. Ok. Nhưng mà để cho lên ghế hãng tái sinh nhá, mình sẽ câu được một tí thời gian. Chứ nếu như mà mình tái sinh liền là gây xa sẽ di chuyển ngay lập tức. Bởi vậy cho nên là mọi người hãy để cho khi nào lên ghế hãng tái sinh. Tiền đạo tới cứu nhưng mà đi sửa máy đi bạn ơi. Chỉ có cách này thì mình mới được ngồi quan tài hai lần. Một lần thì mình sẽ được tái sinh luôn, một lần thì đồng đội cứu. Và mình sẽ được thêm một cái quan tài nữa. Và lúc đó là mình sẽ... Nó đá máy, nó mang đá máy. Một lần nữa đồng đội cứu, mình sẽ có một cái quan tài. Và khi mà mình lên ghế lần nữa thì mình sẽ hồi tiếp. Đấy là cái cách để có thể được dùng hai lần quan tài. Miễn sao đừng quá nửa ghế là được. Không biết đá còn nhiêu. Trời ơi, cái máy này nó đá chắc cũng gần nổ, nó đá cho tan nát luôn này. Khổ, AFK. Không AFK là trận đấu này ngon đấy. Không đến nỗi phải tàn như thế này đâu. Mình sửa máy mà mình cứ sợ nó sẽ đát bướm về cơ. Ngày hôm nay là ngày thứ 5 rồi, nhẽ ra là tối nay mình sẽ live, nhưng mà mình không có về. Mình phải ở lại để ngày mai đi họp nữa. Tối mai mình mới về. Nhưng mà tối mai lại cũng bận nữa rồi. Chắc phải rời sang thứ 7 với chủ nhật. Thì mọi người nhớ là ấn vào phần mô tả có cái phần fanpage của mình. Mọi người ấn vô và cho mình một nút theo dõi nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình phải làm tranh thủ clip này, nó sắp mưa rồi mọi người. Mưa to luôn á. Mà cả sáng giờ ăn khoai lang với cả uống sữa vi sinh cho nên là cảm giác nó khá là đói. Mình còn khoảng 2 củ nữa. Chắc tối nay ăn nốt cho xong. Không là bỏ rất là phí. Hôm nọ mua 2 ký mà ăn gần hết 1 ký rồi. Rồi cứu luôn, cứu luôn. Ok. Để mình coi coi nó có đuổi ai không. Nếu mà đát về là mình nổ luôn. Lấy hòa. Ráng cai lấy hòa, nổ luôn, nổ luôn. Cai lấy hòa thôi chứ mình thấy trận này không thắng được. Nó về để nó đá máy. Nhưng mà mình không nổ là không được. Trời ơi má ơi. Nữ hoàng ăn buffet hả? Sao không có một cái ván nào. Trời ơi. Má ơi, không có một cái ván luôn á. Trời ơi. Tha cho em. Ui dồi. Không có một cái ván nào, làm sao mà chơi. Đè le làm cái giày. Bắt luôn đi. Ủa sao? Ủa? Ủa sao tôi sao tự nhiên thắng vậy? Ủa sao tự nhiên đầu hàng vậy? Nhẽ ra là bạn hòa được mà. Trời ơi, mừng quá. Rồi mình đã quay trở lại trận đấu thứ hai ở xưởng vũ khí. Bữa nay là thời tiết chỗ mình nó mưa liên tục luôn á, không biết là bão hay gì thì không rõ. Ít khi nào xem thời tiết lắm, nhưng mà lúc nào trong cốp xe cũng phải có áo mưa nha. Không có áo mưa là đi đường ướt khổ lắm. Mình đi đường là mình cũng rất là hay sử dụng giớ chân đấy. Đi dép cũng mang, đi quai hậu cũng mang, đi dép lào cũng mang. Nhưng mà thời tiết như thế này thì mình ít khi nào mình mang giày. Mặc dù là mang giày thì mình sẽ đẹp hơn. Rồi cũng có cái gì đó nó kín đáo bàn chân hơn, đỡ đen ấy. Nhưng mà thời tiết mà đâu thể nào mà kiểu đoán được đâu. Nó mưa một cái là cái đôi giày của mình nó tan nát luôn. Thằng em của mình nó cho mình cái đôi giày cỡ màu đỏ đỏ. Không biết là của hãng Adidas hay gì ấy. Cũng đẹp lắm. Mà... thấy nó mua đôi đó 2-3 triệu gì á. Mình đi trong một cơn mưa từ nhà lên tới trường, nó rách quai, rách đồ luôn. Bây giờ là đang để trong xó. Trời ơi, nó xót kinh khủng ấy. Mặc dù đi đẹp thiệt, nhưng mà đi trong trời mưa là phải xem xét lại. Mặc dù là nó chưa hư lắm, mình vẫn xỏ được như bình thường. Nhưng mà cái mấy cái chỗ mà để cột cái giày giày ấy, nó bung ra hết rồi. Mà đi thì lại nó cứ bị phèn phèn kiểu gì ấy. Bởi cho nên là bây giờ thì
mình mà đi về á là mình sẽ coi trời, nếu mà trời mà nắng kiểu nắng nóng luôn á thì mình sẽ đi dép hoặc là đi giày cũng được. Mà trời chỉ cần có tín hiệu mà thấy mây mây một cái hoặc là gió nó kiểu lạnh lạnh á là đi chắc chắn là phải đi dép, chứ không là hư giày nữa thì rất là khổ. Xót lắm mọi người, thật sự rất là xót. Một đôi giày thì nó, mình mua một đôi fake ấy, có 150 à. Bố mình vừa mua cho mình 2 đôi 100. Mình không hiểu ha, nó rất là đẹp luôn. 2 đôi 100 nhìn nó vậy thôi chứ nếu mà không giảm giá chắc cũng phải 200-300. Mình đoán thế. Trời ơi, tè le, đổi hương sư cho cố xong rồi tè le. Úi chết rồi, rung chuông. Trời ơi, cái hitbox kìa má. Đập cái ván rồi mà vẫn ăn hit. Mình chơi từ lúc mà 50% pin mà bây giờ sắp sập nguồn đấy nè. Ôi, nó đi đường này, nó đi đường này. Mình phải chạy xa quan tài ra. Nhưng mà gặp những cái hunter mà cơ động như thế này thì sợ cực kỳ. Tối ngày hôm thứ bảy vừa rồi chú mình có đưa thằng em mình nó đi khám bệnh mà không về được. Buổi tối hôm đấy không về được. Mưa to đến mức mà cái đường á mọi người, nó ngập lên đầu gối luôn á. Mà xe, nhiều xe chết máy ở thành phố. Thế là tối hôm đó là đành phải ở lại thành phố, không có về được. Mình thấy thành phố nhiều nơi kiểu nghe nó sang trọng chứ. Có một lần cứ nghe dân thành phố ngày xưa ấy, nếu mà cái thời mà khoảng 10 hay 15 năm về trước ấy, cứ ai mà nghe là dân thành phố về quê thăm là kiểu nó có một cái gì đó nó sang trọng, nó kiểu oai lắm mọi người. Bây giờ mình thấy nó khá là bình thường đối với người bây giờ. Ngày trước nghe thành phố là thấy giàu có. Trời. Bay về để hút hồn đúng không? Ôi né. Má vướng cái cục bực ghê luôn á. Không biết là hương sư có bị 51 không chứ mình thấy là cứu lỗi rồi đó. Nổ, biết là nó đã bay tới để nó hút hồn rồi nhưng mà vướng cái cục không có đi được. Điên mất. Trận này có cả top 1, top 2 nha. Trời ơi, hai chị đại. Để mình cho chủ tế cái vòng, cái hòm. Giữ cái hòm cuối game là ngon. Nó đuổi ai vậy? À, hương sư đây rồi, bác sĩ mở cổng. Chỉ cần là bác chủ tế cai một chút xa cái hòm ra là ok. Mình chạy ra ngoài cổng mình bỏ. Ủa, tay le ở đâu vậy? Chủ tế à? Nó tay le sang chủ tế. Ồ, vậy là bên đó. Tái sinh ngay. Đi lên đây liền. Rất là ngon nha. Nếu mà để gần cổng thì ngon nữa. Nhưng mà khoảng cách không cho phép. Vô liền. Không biết nó... Vậy là nó lại đuổi tiếp chủ tế rồi. Xui cho bạn đó rồi. Mình không có lên kịp cái cổng. Chứ lên kịp là vô cổng ngon lành. Ôi chết rồi, vút nhầm. Trang phục này đẹp nè mọi người. Nhưng mà mình không mua nha. Mình đợi men của mình ra mình mua. Chứ mình không có mua cái bộ này. Mặc dù nó đẹp thật. Thôi đi vào, không lại hòa bây giờ. Ok, vậy là mình kết thúc video clip đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Và chúc mọi người có một buổi chiều thật là vui vẻ. Và ăn cơm ngon miệng nha. Bye bye.